Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, trong chiến dịch Xuân tình nguyện 2023, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường và góp phần cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới. Theo đánh giá của tỉnh đoàn Vĩnh Long, chương trình Xuân tình nguyện năm nay được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện đúng kế hoạch, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia. Nổi bật là các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Tuổi trẻ, các đơn vị đã ra quân trồng hơn 1.000 cây xanh, tổ chức vệ sinh dọn dẹp thu gom rác thải, nhất là các loại rác thải nhựa ở khu dân cư và các tuyến đường trọng điểm với tổng chiều dài gần 4,1 km. Ngoài ra, để chung sức thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, các cấp bộ đoàn phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân tham gia thực hiện hơn 10 km tuyến đường thắp sáng đường quê với tổng giá trị 534 triệu đồng. Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện dễ dàng vào ban đêm, cũng như giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.